chào các bạn, một ngày vui vẻ nhé. Ở đâu có anh hùng, ở đó có thằng khùng thằng điên. Đó là điều hiển nhiên rồi, nhưng mà mấy tên điên dại, bệnh hoạn lại mang sức mạnh. Đây mới là một điều đáng sợ, bởi chúng không kiểm soát được hành vi của bản thân. Nhiều lúc sẽ chém giết thỏa thích, hay lấy việc tra tấn người khác làm sở thích. Thật là ghê sợ phải không anh em? Video lần này, mình sẽ đề cập đến 6 tên bệnh hoạn, điên dại và tàn bạo nhất trong thế giới One Piece. Một lần nữa thì phải chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình, Xăm Soi TV. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi sâu vào tìm hiểu nào. Kẻ đầu tiên, Robe Lucy. Nếu bạn đã xem trận chiến giữa Luffy và Lucy, thì hẳn bạn phải công nhận về độ tàn bạo, khát máu của tên này. Robe Lucy là thành viên mạnh nhất của CP9. Hắn có cách chiến đấu với tốc độ thần tốc, cách ra đòn đầy dứt khoát và tàn bạo, như là khi chọc vào cổ họng nạn nhân hay đớp mạnh vào bả vai của Luffy. Nghĩ đến thôi tự nhiên, mình đã thấy nhột nhột ở cổ họng rồi, sợ chết đi được. Thậm chí tên Robe Lucy này, các bạn có biết hắn sao không ạ? Còn tỏ vẻ hưng phấn cùng với thỏa mãn khi mà gây ra đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần của đối thủ. Tại tháp công lý ở Enies Lobby, Lucy nói rằng bản thân gia nhập chính phủ thế giới chỉ để hợp pháp hóa quyền được sát hại người. Điển hình của sự khát máu và bạo lực của Lucy là khi gã dàn xếp lại nhiệm vụ giải Robin tới cánh cửa công lý bằng cách để cho cu Luffy đuổi theo mình. Mọi thứ hắn làm hoàn toàn chỉ là vì ham muốn chiến đấu của bản thân. Đó là biểu hiện của sự điên dại và khát máu. Bản chất bạo lực và tàn nhẫn của Lucy cũng được thể hiện khi hắn chuyển sang dạng báo hoàn chỉnh lúc chiến đấu để có thể công kích Luffy một cách thô bạo hơn. Một ví dụ nữa cho máu tàn bạo của Lucy là khi hắn nhấn chìm đường liên kết ngầm tới cánh cổng công lý nhằm sát hại toàn bộ thành viên bằng mũ rơm khi ấy đang ở trong đường hầm. Robe Lucy muốn hủy mọi thứ của Luffy, từ đồng đội hay những người bạn tại Water Seven, chỉ vì Luffy đã chọc giận hắn. Lucy đã từng tấn công Pauly, người đã từng là bạn của mình suốt 5 năm một cách thô bạo và thậm chí còn có ý định sát hại cậu ta sau khi thân phận của CP9 được bộc lộ. Hắn còn thẳng tay loại bỏ đồng sự mới của CP9 vì ghét sự yếu đuối của hắn. Trước đây, gã điên này cũng hạ sát toàn bộ 500 binh lính hải quân bởi họ đã đầu hàng hải tặc. Đối với hắn, yếu đuối là một tội lỗi. Ngoài ra, Lucy cũng tin rằng bất cứ nơi nào gã can thiệp, nơi đó phải có máu đổ và bản thân không nhất thiết phải tuân theo nhận định hay lý tưởng của cấp trên một khi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách có hiệu quả. Số 2. Cựu ngục trưởng Siru và Sadi. Cặp đôi này là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong nhà tù Impel Down trước đó. Người bạo hành dâm đãng. Về Siri, cựu ngục trưởng Impel Down, hắn được đánh giá là người có sức mạnh kinh khủng, xếp vào hạng những kẻ nguy hiểm, tàn bạo nhất thế giới trong One Piece. Trong quá khứ, Siru bị tống giam do quá hung bạo với tù nhân. Lúc này, hắn đang giữ chức Head Driller, quản ngục trưởng. Hắn hại người không chớp mắt và ghê tay. Việc sát hại tù nhân chỉ là mua vui, thậm chí hắn sát hại cả những người cấp dưới của mình. Chính vì cái hành động lạm sát tù nhân và rảnh tay, thì anh lại xin đồng đội cấp dưới ít tiết. Còn về Sadi, cô là một phụ nữ mảnh mai, cao đẹp, mái tóc vàng, ăn mặc thì khá sexy. Ấy thế mà lại có sở thích quái đản, tàn bạo, bạo hành, lấy nỗi đau, tiếng gào thét của người khác làm thú vui. À nói rằng khi nghe những tiếng rên này như là thuốc kích thích vậy, cảm giác hưng phấn đến tột độ. Để gia tăng thêm độ tàn bạo thì Sadi còn cần thêm một chiếc roi hay đinh ba, chúng để quất vào mông hay xiên vào chỗ nhột của tù nhân. Cặp đôi này là mình nhớ đến King và Queen trong Băng Bách Thú. King thì có sở thích bạo hành bạo dâm. Queen thì hành hạ bằng những sáng chế độc dược của hắn, khiến cho tù nhân muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Số 3. Zoden Mashra Detach. Tứ hoàng Zoden Mashra Detach là một kẻ cực kỳ tàn ác. Hắn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, mưu hèn, kế bẩn để được mục đích. Từ việc giết người anh em Thor, cướp trái Yami, rồi bắt Ace để nhằm đạt mục đích vào Thất Vũ Hải. Đến khi bố già chết đi, tên khốn này bằng một cách nào đó đã ăn trộm, hấp thụ luôn năng lực của trái chấn động Gura Guranomi. Với một người từng gọi bằng bố,
Dâu trắng đã kiêu mang nuôi nấng hắn bao nhiêu năm qua, ấy thế mà giờ đây ông nhận được cái kết thảm. Một sự thật hết sức đau lòng, dâu đen đã khiến cả gia đình tan vỡ, rồi hắn còn chiếm đoạt mọi thứ như lãnh thổ. Với dâu đen, không gì là hắn không dám làm cả. Việc đạt được mục đích là tất cả, cho dù hắn có phải sát hại bao nhiêu người hay chấp nhận luôn cúi đi chẳng nữa. Một kẻ hèn hạ, cặn bã. Số 4. Crocodile. Về quá khứ thì hắn đã từng solo bất bại với kẻ thừa kế của quỷ Dolores Bullet. Khoảng thời gian thì chưa được xác định, nhưng theo mình thấy thì đó là khi tên Bullet chưa vào băng Roger. Sức mạnh chưa được đánh giá cao. Trở lại với Crocodile, người lãnh đạo của tổ chức tội phạm bí mật Baroque Works, người với sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc. Crocodile là kẻ đã từng suýt tâm quất anh chàng Luffy của chúng ta hai lần. Hắn không quan tâm đến sinh mạng của thuộc cấp, sẵn sàng hy sinh họ để đạt được mục đích, bằng chứng là ở chiến dịch Utopia. Nếu kế hoạch thành công, tất cả các nhân viên Baroque Works dưới quyền đều sẽ chết do đạn súng thần công bắn ra. Hắn cũng sẵn sàng sát hại cả những người thất bại hoặc dám phản bội hắn như Mr. Tree và Nico Robin. Đối với cá sấu thì họ chỉ như những con cờ. Tiếp tới là Crocodile cũng có một thú vui, hành hạ đối thủ cho đến chết. Khi đã đánh bại đối thủ, hắn thường bỏ mặc họ chịu đựng hành hạ thể xác cho đến chết. Điều này cũng là một phần nguyên nhân thất bại của hắn. Bên cạnh đó, cá sấu mang đậm phong cách bố đời quốc dân. Trong trận đại chiến tổng bộ hải quân, Crocodile đã không ngán bất kể bố con nhà nào cả. Hắn điên tới cái mức là dám cả khịa bố già, tay đôi với mắt diêu, hay cứu Luffy khỏi tay của chó đỏ Akainu. Mà trước đó chính Cool Luffy đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch thâu tóm toàn bộ hải tặc của hắn ta. Để mà đưa ra một nhận xét chung thì cá sấu là một nhân vật khá độc đáo. Hắn có cái ngông của hải tặc, dám nghĩ, dám làm. Số 5. Don Quixote Doflamingo. Là một thành viên trong thất vũ hải, là thuyền trưởng của băng hải tặc Don Quixote, là vua của Dressrosa và cũng là người môi giới trong thế giới ngầm, nơi mà gã sử dụng bí danh là Joker. Sau này thì chúng ta còn được biết thân phận thực sự của hắn là Long Tinh, những kẻ có nhân phẩm hàng đầu thế giới. Doflamingo là một kẻ tàn bạo, dã man và điên dại. Hắn luôn cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả đó là khi chiến đấu hay bị giam trong ngục. Mình chắc chắn là không phải là tác dụng phụ của trái smile rồi. Phải chăng đó là tác dụng của việc hít ma túy quá đà? Thú vui của hắn chính là đùa giỡn trước thân thể của người khác. Đó là trong trường hợp của vua Riku Dressrosa, một ông vua bị biến thành một con rối đi chém giết những người dân của mình. Ông ta khóc trong hoảng loạn, chém giết muôn dân của mình, tay chân làm những điều mà mình không muốn. Dừng lại đi, làm ơn hãy chạy đi, tôi cầu xin mọi người hãy chạy đi. Đó là những lời nói trong tuyệt vọng của vua Riku. Còn với Doflamingo, hắn thấy vui với điều đó, cảm giác sung sướng khi thấy mọi người thảm sát lẫn nhau. Trong trường hợp của Bellamy cũng như vậy, một con tốt, một con rối, không hơn, không kém. Còn trận chiến tại Dressrosa thì sao? Lồng chim cũng là một cách để tiêu khiển của hắn. Doflamingo phát lệnh truy nã toàn vương quốc. Cái đầu của thánh Usopp được treo giá cao nhất, đến cái mức mà đám tù nhân đồ chơi vừa được cứu đã nổi máu tham, muốn úp sọt ân nhân của mình. Vị trí cuối cùng là chó đỏ Akainu. Tên này thì sức mạnh thuộc hàng top One Piece rồi. Độ tàn bạo, độc ác thì cũng không kém. Akainu là người có tính cách nghiêm khắc, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm và độc ác nhất trong ba đồ đốc cùng thời lúc bấy giờ. Hắn không có sự khoan dung nào với những người lính hải quân tự ý rời bỏ vị trí của mình, nên đã thẳng tay giết cấp dưới vì đào ngũ. Tuy trong quân đội, hành động đào ngũ bị coi là hèn nhát và hành động này đáng tội chết, nhưng cách mà Akainu xuống tay một cách dứt khoát không do dự khiến người xem không khỏi ớn lạnh trước sự tuyệt tình, tàn ác này. Bên cạnh đó, tên Kizer Glow cũng tin rằng lý tưởng của Akainu là những thứ vũ khí giết người hàng loạt và các thử nghiệm vô nhân đạo trên tù nhân. Hắn là một tín đồ kiên định theo phương châm công lý triệt để và duy trì nó một cách quá mức cực đoan. Chính vì vậy, mặc dù là hải quân, người đại diện cho công lý, nhưng Akainu vẫn bị xem là nhân vật phản diện chính của bộ truyện. Cuối
cuối cùng thì video cũng kết thúc tại đây rồi. Theo quan điểm của các bạn thì đâu là một gã điên dại, bệnh hoạn và mạnh mẽ nhất trong tập của chú Bình? Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo nhé. Bye bye!